Vâng, chào các bạn. Lại tiếp tục với đại số 6. À, cái lớp này là không biết có ai xem không? Có ai xem thì comment hộ cái. Làm nhiều video nhưng có vẻ như lớp 6 là không có người xem. Thì tôi cũng cứ làm. Một là tôi tự học mà. Hai là biết ai đó sẽ cần. Mà biết ai cần đâu, cho nên cứ làm đã. Tính chất chia hết của một tổng. Viết hai số chia hết cho 6, trời ơi, hai số chia hết cho 6 trẻ con nó biết được. Là số 12 chia hết cho 6, số 6 chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không? Có, 12 cộng 6 bằng 18 chia hết cho 6. Viết hai số chia hết cho 7, ví dụ số 7, số 14 thì tổng của nó là 21 cũng chia hết cho 7. Ok. Vậy nếu mà từng số chia hết cho 7 thì tổng của chúng cũng chia hết cho 7. Cho 6 cũng thế, cho số nào cũng vậy, chắc thế. Tính chất thứ hai, hỏi chấm 2. Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, ví dụ như số 3. Còn cái số còn lại thì chia hết cho 4, ví dụ như số 4 thì tổng của chúng là 3 cộng 4 bằng 7, không chia hết cho 4. Viết hai số trong đó có một số chia hết cho 5, ví dụ số 5, số còn lại không chia hết cho 5, ví dụ số 1 thì 5 cộng 1 bằng 6 cũng không chia hết cho 5. Không tính các tổng các hiệu, hỏi chấm 3 đấy, xem nó chia cho 8 không? 80 chia cho 8, 16 chia cho 8, tổng này chia cho 8. 80 chia hết cho 8, 16 chia hết cho 8, hiệu này chia hết cho 8. 80 chia hết cho 8, 12 không chia hết cho 8, nên tổng này không chia hết cho 8. 80 chia hết cho 8, 12 không chia hết cho 8, hiệu này không chia hết cho 8. 32 chia hết cho 8, 40 chia hết cho 8, 24 chia hết cho 8, cho nên tổng này chia hết cho 8. 32, 40 chia hết, 12 không, nên tổng này không chia hết cho 8. Trong cả cái tổng hoặc cái hiệu đó, chỉ cần có một hạng tử không chia hết, thì cả cái tổng cái hiệu đó là không chia hết. Hỏi chấm 4, cho ví dụ hai số A và B, trong đó A không chia hết cho 3, B không chia hết cho 3. Nhưng mà A cộng B lại chia hết cho 3. Ví dụ 2 không chia hết cho 3, 1 không chia hết cho 3. Nhưng mà 2 cộng 1 thì lại chia hết cho 3. Đúng không? 2 cộng 1 bằng 3 thì chia hết cho 3. Ừ nhỉ. Thế còn cái vụ này nữa, nhỡ bên trên nó lại dính cái vụ này thì sao? Không có biết. Nhưng mà đấy là như sau này. Trong một cái tổng gồm có hai số hạng, cả hai số hạng đều không chia hết cơ, thì tổng có thể vẫn chia hết. Nhưng mà trong một cái tổng hoặc một cái hiệu mà gì mà tất cả nó chia hết rồi, chỉ còn duy nhất một thằng không chia hết, thì lúc đó chắc chắn là không chia hết. Đó. Chứ còn trong một cái tổng cái hiệu mà tất cả bọn nó chả thằng nào chia hết, thì cái tổng hiệu đó thì chưa biết được, còn phải xét. Ý là như thế đó. Áp dụng chia hết rồi sau 48 chia hết cho 8. 48 chia hết cho 8 nhỉ? 68 48 8756, tổng này chia hết cho 8. Đây này, trong cái tổng hai thằng á thì có một thằng chia hết rồi mà thằng còn lại không chia hết thì chắc chắn là không chia hết. Nhưng mà cả hai thằng cùng không chia hết thì không biết được, có thể hết có thể không. Cho nên ở cái ý B này thì chắc chắn không, bởi vì trong hai có một hết, một không hết là chắc chắn không. 84 áp dụng tính chất chia hết, xem thằng nào chia hết cho 6. 54 chia hết cho 6, 36 chia hết cho 6, nên 54 trừ 36 chắc chắn chia hết cho 6. 60 chia hết cho 6, 14 không chia hết cho 6 thì cái hiệu này không chia hết cho 6. 85 áp dụng tính chất chia hết, xem xét xem tổng nào chia hết cho 7. 75 35 77 49 73 21. Ý A là từng hạng tử chia hết cho 7 nên cả tổng chia hết cho 7. Ý B là có 3 hạng tử thì 42 và 140 chia hết thì có 2 hạng tử chia hết. Còn duy nhất một hạng tử 50 không chia hết nên cả cái tổng này không chia hết. Ở ý C là 5 60 chia hết. 18 18 cộng 3 bằng 21 chia hết, nó tách ra. Đó, thì nếu như mà có hai thằng không chia hết thì phải xét, nhưng nếu chỉ duy nhất có một thằng thì kết luận ngay. Như ý C là nó có hẳn hai thằng, đó là 18 không và 3 cũng không. Nhưng mà 18 cộng 3 bằng 21 thì lại trở thành là có. Nên là tổng nó cũng chia hết. 86
chia hết cho 4 đúng hay sai? 134 nhân 4 chia 4 được 134 cho nên chia hết 16 cũng chia hết, cho nên là cái đấy là đúng. 21 thì 21 nhân 8 là chia hết cho 8, 17 không chia hết cho 8, trong hai hạng tử một có một không, cho nên chắc chắn không chia hết, mà đây ghi là chia hết là sai. 3 nhân 100 thì bằng 6 nhân 50, cho nên chia hết cho 6. Nhưng mà 34 thì không chia hết cho 6, cho nên thằng này cũng sai. Luyện tập cho tổng này, tìm x để chia hết cho 2. Thì vì tất cả các cái số hạng trước nó đều chia hết cho 2 rồi, 12, 14, 16, nên chỉ cần x chia hết cho 2 là cả cái tổng đó chia hết cho 2. Như vậy tìm x chỉ cần x chia hết cho 2, x chia hết cho 2 thì x bằng 2x, với x là số nguyên hoặc là số tự nhiên, x là số tự nhiên. X bằng 2k, k là số tự nhiên nhá. Đó, x bằng 0 này, 2 4 6 8 10 12 vân vân, có vô số số x thỏa mãn miễn là x chia hết cho 2. Thế còn a không chia hết cho 2 khi và chỉ khi x cũng không chia hết cho 2, x là số lẻ 1 3 6 8 chẳng hạn thế. Bài 88 là khi chia số tự nhiên a cho 12 ta được số dư là 8. Hỏi a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không? Như này nha. Một cái khi chia một số tự nhiên, một số tự nhiên a nào đấy mà chia cho 12, à chứ, ờ đúng rồi, khi chia số tự nhiên a cho 12 được số dư là 8, tức là bằng 12 nhân với bao nhiêu đấy, không biết được bao nhiêu đấy mà, rồi cộng với lại 8. Đó, có nghĩa là gì? Số bị chia bằng số chia nhân với thương cộng với số dư. Thì thương ở đây không có biết bằng bao nhiêu, chỉ biết là số bị chia là số a, chia cho 12 là số chia, được b nào đấy, rồi dư 8 thì viết được như trên. Thì nhìn vào cái tổng có hai số hạng, một số hạng là 12 nhân b, một số hạng là 8, thì số hạng 12 nhân b chia cho 4 là được 3b, 8 chia 4 được 2, cho nên cái tổng này chắc chắn là chia hết cho 4, cho nên a chia hết cho 4. Thế còn có chia hết cho 6 không? Thì 12b chia hết cho 6. Còn 8 không chia cho 6, cho nên a không chia cho 6. Là xong. Bài 89. Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6, đúng. Mỗi số hạng, tất cả những cái số hạng đó đều chia hết cho thì tổng cũng chia hết cho. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6. Điều này sai. Mỗi số hạng, tất cả các số hạng của tổng mà không chia hết cho 6 thì hoặc có trường hợp chia hết hoặc có trường hợp không chia hết. Ví dụ số 5 cộng với số 1 là 5 không chia hết cho 6, 1 không chia hết cho 6, nhưng mà 5 cộng 1 bằng 6 lại chia hết cho 6. Ok. Nhưng mà có cái tổng khác, ví dụ như là 6 chia hết cho 6, 12 chia hết cho 6 thì tổng bằng 18 vẫn chia hết cho 6. Phải không? Thế nhưng có cái tổng ví dụ như là một thằng bằng 2, một thằng bằng 3, hai thằng cùng không chia cho 6 nên tổng bằng 5 cũng không chia cho 6. Cho nên là nếu mỗi hạng tử của tổng không chia hết cho 6 thì tổng chưa biết được, có thể chia hết hoặc có thể không chia cho 6. Cho nên cái này, điều khẳng định này là sai. Nếu tổng của hai số chia cho 5 và một trong hai số đó chia cho 5 thì số còn lại bắt buộc phải chia cho 5. Có nghĩa là tổng của hai số mà chia cho 5, trong đó một trong hai số chia cho 5 rồi thì số còn lại cũng bắt buộc phải chia cho 5. Thì cái này đúng. Và ý D là nếu hiệu của hai số mà chia hết cho 7, tổng cái hiệu đó chia cho 7 rồi, một trong hai số đó
cũng chia hết cho 7 thì số còn lại bắt buộc cũng phải chia hết cho 7. Điều này đúng. Gạch dưới cái số mà em chọn là sao? A chia hết cho 3, B chia hết cho 3 thì A cộng B chia hết cho 3 thì là số 3. A chia hết cho 2, B chia hết cho 4 thì cũng là chia hết cho 2, cho nên là A cộng B chia hết cho 2. A chia hết cho 6, B chia hết cho 9. 6 và 9 à, chả có mối liên hệ gì. A chia hết cho 6 thì A chia hết cho 3. B chia hết cho 9 thì B chia hết cho 3. Vậy A cộng B chỉ chia hết cho 3 thôi. Hết cái bài. Trời sao nhanh vậy. Để một bài thế này á. Bài 10. Tính chất chia hết cơ một tổng. Ừ thì cho mày một bài. Cũng có 10 phút rồi.